Hôm nay ngày 17 tháng 1 năm 2024, thứ tư tuần thứ hai mùa thường niên năm B, lễ thánh An Tôn, viện phụ. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi người ta dẫn David đến trước Sao Lê, thì David nói với Sao Lê rằng, Đừng ai lo sợ gì cả, tôi đây, tôi tớ của bệ hạ, tôi sẽ ra chiến đấu với tên Philippines. Sao Lê nói cùng David rằng Người không thể chống cự và chiến đấu với tên Philippines đó đâu Vì người còn bé nhỏ mà anh ta là một chiến sĩ từ lúc còn niên thiếu David liền đáp Chúa đã từng cứu tôi thoát khỏi nên quốc sư tử và gấu Người sẽ giải thoát tôi khỏi tay tên Philippines đó Sao Lê mới nói với David Người hãy đi và Chúa ở cùng người David lấy cây gậy mà chàng quen cầm trong tay. Chàng lựa năm viên đá bóng láng dưới khe nước, bỏ vào bị chăn chiên mà chàng thường đeo bên mình. Tay chàng cầm trành ném đá ra ứng chiến với tên Philiton. Tên Philiton có vệ sĩ cầm khí giới đi trước, tiến lại gần David. Khi tên Philiton thấy David thì khinh bị chàng. Vì chàng là một thanh niên hồng hào, đẹp trai, tên Philistin nói với David, Tao có phải là chó đâu mà mày cầm gậy đến với tao. Rồi tên Philistin nhân danh các thần của y mà nguyền rủa David. Anh ta nói với David, Mày hãy lại đây, tao sẽ phân thay mày cho chim trời và thú đồng ăn thịt. David liền đáp, Còn mi, mi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta, thì ta đến với mi nhân danh chúa các đạo binh thiên chúa các đoàn quân israel mà hôm nay mi đã nhục mạ chúa sẽ trao mi vào tay ta ta sẽ đánh và chặt đầu mi và hôm nay ta sẽ ném thay quân sĩ philippines cho chim trời và thú đồng để khắp hoàn cầu biết rằng israel có một thiên chúa và toàn thể cộng đồng này nhận biết rằng chúa không dùng gươm giáo mà giải phóng vì người là chủ trận chiến người sẽ trao các ngươi vào tay chúng ta vậy tên philippines vùng lên tiến là gần david và david hối hả chạy đến nghênh chiến với tên philippines david thò tay vào bị lấy viên đá rồi dùng dây ném đá mà phóng vào tráng tên philippines viên đá trúng lũng trắng hắn và hắn liền té sắp xuống đất và david đã dùng dây ném đá và đá mà chiến thắng và hạ sát tên philippines nhưng vì David không có sẵn gươm nên cậu chạy lại đứng trên mình tên philippines lấy gươm của hắn rút ra khỏi vỏ và chặt đầu hắn đó là lời chua ta ơn chua ôi đa tạng của con chúc tùng chua Ôi đa tạng của con, chúc tùng chúa là đấng rèn luyện cho tay con biết đấu tranh, cho các ngón tay con thiện nghề chinh chiên. Ôi đa tạng của con, chúc tùng chúa, chúa là tình thương và là chiến lụy, là đấng phụ trợ và giải phóng con. Chúa là khiên thuần, là cho con nương nâu. Ngài bác chư dân phải khuất phục con. Ôi đa tạng của con chúc tùng chúa Ôi Thiên Chúa con sẽ hát mừng Ngài bài ca mới Với cây đàn mười giây con sẽ ca mừng Ngài Vì Ngài đã ban cho các vua chiến thắng Đã giải phóng David là tôi tớ của Ngài Ôi đa tạng của con chúc tùng chúa Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày sa bát không để tố cáo người. Chúa bảo người có tay khô bạ rằng, Ngươi hãy đứng ra giữa đây. Rồi người bảo họ, trong ngày sa bát được làm sự lành hay sự dữ, được cứu sống hay là giết chết. Nhưng họ thanh lặng, bây giờ người thịnh nộ đưa mắt nhìn nhỏ và buồn phiền. Vì lòng họ che đá Người bảo bệnh nhân rằng hãy giơ tay ra, người đó giơ tay ra và anh ta được lành. Lập tức những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc hạ phái Herode chống đối người và tìm cách hại người. Đó là lời Chúa, lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Sứ điệp phải biết dùng những giờ phút nghỉ ngơi cho đúng ý Chúa. Nghỉ hơi không có nghĩa là không làm gì, nhưng là dành thời gian làm việc lành phúc đức và phục vụ tha nhân. Cầu nguyện là Chúa Giêsu, Chúa nhìn thấy cuộc sống con vất vả, ngực xuôi, tất bật tối ngày, một nắng hai xương mà vẫn thiếu thốn, nghèo khổ. Con có cảm tưởng một ngày quá ngắn làm không hết việc. Có lúc con chẳng tìm ra giờ nghỉ hơi, nhưng cũng có khi con đã lạm dụng thời giờ nghỉ ngơi. Lạy Chúa, người biệt phái giữ luật nghỉ ngày sa bát cách cứng nhắc, đến nỗi họ phẫn nộ vì Chúa chữa bệnh trong ngày đó. Còn ngày nay, theo tinh thần của Chúa, hội thánh có thể cho phép con làm ngày Chúa Nhật. Nhưng dù vậy, xin Chúa giúp con nhận ra rằng luật kỹ ngày Chúa Nhật và các ngày hội thánh buộc chính là dấu hiệu tình thương của Chúa. Vì Chúa muốn giải thoát con khỏi gánh nặng của công việc, xin Chúa cho con biết nghỉ ngơi để bầu bổ sức khỏe xác hồn. Xin cho con biết nghỉ ngơi như ý Chúa muốn để thực sự đem lại lợi ích cho con. Cả người biệt phái, cả chúng con đều chẳng biết nghỉ ngơi đúng ý Chúa. Xin cho con được nghỉ ngơi bên Chúa biết gác bỏ công việc để đến bên chúa cầu nguyện sống thân mật với chúa xin cho con biết nghỉ ngơi với chúa để nhờ sự hiện diện của chúa con không dùng giờ nghỉ để lao vào những trò giải trí không lành mạnh xin cho con biết nghỉ ngơi như chúa dạy biết dùng giờ nghỉ ngơi để làm điều lành sống tình bác ái với nhau thăm hỏi an ủi giúp đỡ và làm việc tông đồ và sau hết vào cuối cuộc đời miệt mài làm việc xin cho con được về nghỉ ngơi trong chúa muôn đời amen rất cầu nguyện với chúa mỗi ngày cứ để yên như thế trong một tác phẩm có tựa đề quyển phúc âm thứ năm một tác giả người italia là ông mario pomelio có tưởng tượng ra một mẫu chuyện như sau sau thời kỳ bất hại tại Roma, các tín hữu bắt đầu xây cất nhà thờ. Đầu đâu người ta cũng thấy mọc lên nhà thờ. tên của đức mẹ và các thánh được đặt cho các nhà thờ, nhưng người ta vẫn chưa thấy có nhà thờ nào mang tên của ngôi lời. thấy thế, thánh Gioan mới đến báo cáo với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bằng ra lệnh cho thánh Phêrô khởi công xây cất một nhà thờ dân kính cho ngôi lời có người đã có một thờ được mệnh danh là người xây dựng vĩ đại của giáo hội mới đi rảo khắp nơi để thu tập vật tư. Thánh Matthew đã cung cấp đá, Thánh Marco mang vôi đến, Thánh Luca tặng những cây trụ lớn, còn Thánh Gioan thì cúng đã cẩm thạch để làm bàn thờ và vàng để làm nhà tạm. Với tất cả những vật liệu cần thiết, Thánh Phaero hớn hở bắt tay vào việc xây si cất nhưng thời gian trôi qua công sức đã tiêu hao quá nhiều mà người Thợ Cefiro mới chỉ hoàn tất được việc đặt nền móng cho ngôi nhà thờ thấm mệt bị thủ lạnh các tông đồ mới cầu xin Chúa lại Chúa xin mang thêm cho con đủ sức để hoàn thành ngôi nhà thờ Chúa Giêsu mới trả lời cứ để yên như thế người hãy nhớ rằng cứ mỗi người đi ngang qua công trình này đều có thể mang đến một viên gạch một ít vôi để xây tường và thế hệ này qua thế hệ khác, những cột trụ đền thờ sẽ được dựng lên. Có hai sự kiện xem ra tương phản nhau. Tại Tây Phương, nhiều nhà thờ bị đóng cửa hoặc đem ra bán đấu giá vì giáo dân không đủ cấp số hoặc không còn người lui tới nhà thờ. Trong khi đó, thì tại Việt Nam, nhu cầu sửa chữa hoặc xây nhà thờ mỗi ngày một gia tăng. Có thể có hai quan niệm sống đạo đằng sau hai sự kiện ấy. Nhiều người Tây Phương cho rằng sống đạo là sống công bình và bác ái chứ không nhất thiết phải đến nhà thờ. Trong khi đó thì có người là trách cứ rằng nhiều người Việt Nam chỉ giữ đạo hành thức. Họ thích biểu dương tôn giáo, họ thích rước sách, họ đọc kinh lào lào, họ siêng năng đến nhà thờ nhưng họ xem thường những đòi hỏi của công bình và bác ái. Kỳ thực, giữ đạo trong nhà thờ mà không sống đạo bên ngoài nhà thờ là một thiếu sót. Nếu không muốn nói là một thái độ giả hình mà Chúa Giêsu đã lên án gắt khao, nhưng sống công bình và bác ái mà không mốt lấy sức sống từ việc gặp gỡ Chúa nơi nhà thờ cũng là một thiếu sót. Người Kitô Tô đích thực mốt lấy sức sống từ Đức Kitô và diễn đạt sức sống ấy qua cuộc sống thường ngày có nhà thờ để cầu nguyện nhưng cũng có chợ đời để gặp gỡ Chúa người Kitô hướng về trời cao nhưng vẫn còn bám lấy quả đất người Kitô đến nhà thờ mà để quay trở lại cuộc sống và cuộc sống cũng sẽ trở nên cần cội nếu nó không được nuôi dưỡng bằng lương thực thần linh hãy trở nên những viên đá sống động đó là ơn gọi của người Kitô chúng ta hãy trở thành những viên đá sống động không chỉ để xây dựng ngôi nhà thờ bằng gỗ đá nhưng là để xây ngôi đền thờ của cuộc sống cuộc sống có trở thành đền thờ để gặp gỡ chúa qua những gặp gỡ với tha nhân qua những xây dựng hòa bình và yêu thương thì đền thờ gỗ đá mới sống động bài trích sách lẽ sống